Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube. Hôm nay chương trình chia sẻ những cái dòng sản phẩm bay về công ty Dương Minh, thì hôm nay mình xin gửi đến những các bạn những mẫu bay. Đó, thì đây là dòng bay Titan. Dòng bay Titan này thì nó làm được chất liệu bằng bằng thép của máy bay. Đó, nên là rất là độ bền, rất là chắc chắn. Đây các bạn quan sát cái dòng bay này, nó độ hoàn thiện rất là cao nhá. Đó, ok. Để tiếp tục con bay tô. Con bay tô này thì chuôi của nó là màu vàng. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, được khắc chữ Dương Minh ở bo đồng đầu cán chuôi. Đó, ok. Bay tô, tiếp đến là con bay lá đề đây. Các bạn xem video thì không cảm nhận được cái độ nặng của nó, nhưng mà cầm lên chúng ta sẽ cảm thấy là nó rất là ưng. Đây, con này cầm rất là tuyệt vời, rất là vừa tay. Đó. Đây. Sản phẩm này là sản phẩm của cao cấp nhất đây, của bên em đây. Bay huỳnh đế đây, được bo ha, bo đồng hai đầu chuôi, và cái lưỡi bay này nhìn rất là sáng, cầm đầm rất là đầm. Đó, dùng cho anh em nào thợ xây ngoài Bắc này thì hợp hơn này. Đó, và anh em nào trong Nam ấy, thì dùng con lá đề này hợp lý này. Và đây con này là con bay A1 này, lưỡi thép làm bằng lưỡi thép cưa này. Đấy, được tán bằng 4 đinh này. Cán gỗ thì khắc laser là chữ Dương Minh nhé các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn quan sát này. Chuôi thì làm bằng đế cao su và được bo đồng, có cái chốt khóa đây. Đấy, chốt ống vít ở đây. Đó, và đây là dòng bay răng cưa. Dòng này thì để cho anh em ốp lát nhá. Anh em ốp lát cần cái dòng này thì cứ liên hệ với mình, để lại số điện thoại mình sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn. Con dòng này thì nó có hai loại, một loại răng cưa bên phải và một loại răng cưa bên trái. Đó. Tiếp theo dòng